Viết lại toàn bộ. Hình như thầy giáo ghét con bố à? Thầy giáo của con là ai? Ông ta sẽ biết tay bố. Em mặc váy ngắn quá đấy. Nhìn lại mình đi, anh cũng đâu có cầu nguyện. Dừng lại. Cuộc gặp gỡ tình cờ với một nữ du khách nước ngoài khiến chàng sinh viên trẻ lông bông quay về con đường chuộc lỗi. Duyên phận của họ liệu có kết thúc tại đây? Cùng theo dõi bộ phim lãng mạn của Indonesia Đuổi theo tình yêu tới Trung Quốc trên kênh Red by HBO.